Không có giấy tờ tùy thân chắc chắn là một khó khăn rất lớn đối với mọi công dân. Thế nhưng 21 năm qua, em Lê Thảo Ni sinh sống tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, hàng ngày phải đối diện với sự khó khăn và bất tiện ấy. Xuất phát từ hoàn cảnh của em, Công an thành phố Đà Nẵng đã có sự vào cuộc kịp thời để đăng ký hộ khẩu và giúp em làm thủ tục cấp căn cước công dân. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Thảo Ni lại mang trong mình bệnh tật, nên việc cố gắng để được đăng ký hộ khẩu và có được các giấy tờ tùy thân thực sự rất khó khăn. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã đến tận nơi để xác minh và nắm tình hình trường hợp của Thảo Ni. Đi làm á, nơi kiếm việc làm khó, cũng có nơi bám víu nương tựa đâu hết. Rồi giấy tờ của em khó khăn, em cũng có thể đi bệnh viện bảo hiểm đồ á, cũng là tốn kém, nhưng mà lại không bảo hiểm y tế được nên cũng khó khăn cho em. Dạ. Với lại giấy tờ không có mà em đi làm gì á cũng cần có giấy tờ hết, thành ra là rất là khó khăn. Thực tế trường hợp của Thảo Ni rất đặc biệt và buộc phải có sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ mới có thể giải quyết. Mặc dù em có mẹ nuôi, nhưng chỉ ở nhà thuê nên cũng không thể đăng ký hộ khẩu. Do đó, hồ sơ của Thảo Ni được nghiên cứu kỹ càng để sớm có hướng giải quyết đúng quy định. Tôi đã nghiên cứu về cái hoàn cảnh của cháu, là sau đó chúng tôi tạo điều kiện hết mức để cho cháu nhập khẩu tại phường Chính Gián, để cho có quyền công dân là trợ chúng cháu đi xin việc làm hoặc là làm bảo hiểm xã hội hoặc là đi quyền công dân của mình. Cầm trên tay tờ phiếu thông báo về số định danh cá nhân có tên mình trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thảo Ni không khỏi xúc động. Từ nay, em đã được đăng ký hộ khẩu và được làm căn cước công dân, được chứng nhận là công dân như bao người bình thường khác. Cùng với đó, công an phường cũng tặng Ni một xe đạp điện để em có phương tiện di chuyển, phục vụ cuộc sống. Chiều bữa là em không có xe, chú cùng tận tình chở em đi tới để làm giấy, với lại chỉ bài gọi điện cho em để giúp đỡ em làm. Em mong các chú công an thật nhiều sức khỏe để có thể giúp dân được nhiều hơn và có nhiều tình trạng giống em để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa ạ.